Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ ba ngày 9 tháng Giêng năm 2018. Đến với chương trình của Morning Washington DC gồm có phần 1 là bài nhận định và phân tích của tác giả William Lloyd Stearman với chủ đề Những sự kiện bị bỏ sót trong phim tài liệu The Vietnam War. Trong phần 2, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của buổi phỏng vấn đặc biệt nhằm tìm hiểu về câu lạc bộ Toastmaster. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích của tác giả William Lloyd Stearman. Nhiều sự kiện quan trọng trong phim tài liệu chiến tranh Việt Nam đã bị hai nhà thực hiện Ken Burns và Lynn Novick cố tình loại bỏ. Tóm lược bài phân tích của tác giả William Lloyd Stearman và trần sự mang rợ của Cộng sản khi gài Hoa Kỳ nhảy vào cuộc chiến tại Việt Nam. William Lloyd Stearman là cựu phi công và cựu viên chức chính phủ Hoa Kỳ từng làm việc trong Ủy hội đồng an ninh quốc gia và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông là tác giả của cuốn hồi ký nổi tiếng From Early Aviation Through Three Wars to the White House. Bộ phim nhiều tập về cuộc chiến tranh Việt Nam của Ken Burns và Lynn Novick chắc chắn là một chương trình truyền hình để tuyên truyền, đánh lạc hướng người xem với đầy dẫy những thông tin sai lạc nhằm xác nhận một quan điểm của thành phần thiên tả, thân cộng khi cho rằng chiến tranh gây cảnh huynh đệ tương tàn, máu đổ thịt rơi, thiệt hại của cải và tiền bạc, nhưng không thể đạt được và mang lại bất cứ điều gì. Tên rằng chiến tranh là địa ngục trần gian, nhưng khi cho rằng quân đội Hoa Kỳ đã lãnh trách nhiệm, phần lớn cuộc chiến thì hai nhà làm phim không bao giờ nhớ rằng các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị tử trận trong cuộc chiến cao hơn gấp 4 lần. Trong khi đó, tại nước Mỹ, đã có một cuộc chiến chống chiến tranh do những thành phần thiên tả, thân cộng, phản chiến, quyết tâm thực hiện. Và đối phó với quan điểm của họ, kẻ thù của nhân loại chính là con người. Bộ phim đã bỏ qua lý do tại sao quân đội Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến này ngay từ đầu. Tổng thống Eisenhower đã tuyên bố rõ ràng sự cần thiết phải bảo vệ miền Nam Việt Nam trong một bài diễn văn ngày 7 tháng 4 năm 1955 ghi nhận sự mất mát của đông dương có thể tạo ra hiệu ứng sụp đổ dây chuyền còn được gọi là hiệu ứng domino lan rộng chủ nghĩa cộng sản khắp đông nam á đặc biệt là miến điện thái lan bán đảo mã lai và indonesia các nhà lãnh đạo các quốc gia trong khu vực đã cảnh cáo nghiêm trọng tổng thống eisenhower cũng như các nhà lãnh đạo ở hà nội và sau đó là bắc kinh sự can thiệp quân sự của hoa kỳ ở việt nam đã ngăn không để cho những con domino sụp đổ mà các nhà lãnh đạo trong khu vực đã chứng minh có nghĩa là hoa kỳ đã đạt được chiến thắng chiến lược ngay cả khi hoa kỳ thua trong cuộc chiến tranh việt nam theo nhận định của william lloyd steamman thì tất cả những điều này được ken burns và Lynn Nowick trích dẫn chỉ để chứng minh rằng hoa kỳ tham gia vào cuộc chiến tranh không phải là hoàn toàn là để chiến đấu một cách vô ích vì họ muốn hướng dẫn dư luận rằng loạt phim tài liệu này là hoàn toàn tin tưởng. William Lloyd Stevens cho biết ông đặt chân tới miền Nam Việt Nam vào tháng 12 năm 1965 để bắt đầu 10 năm liên tục trực tiếp theo dõi hiện tình của miền Nam Việt Nam và chính quyền Hoa Kỳ từ ruộng lúa cho đến tòa nhà bạch ốc. Ngay sau khi ông đến Việt Nam, ông đã học được rằng ở một ngôi làng gần đó có hai phụ nữ trẻ, một y tá và một giáo viên vừa bị Việt Cộng giết. Điều này thuyết phục ông rằng đó chính là nguyên nhân của quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. Đây là một phần mục tiêu của Việt Cộng nhằm hăm dọa tất cả những ai giống như nữ y tá và nữ giáo viên trẻ bị bọn Việt Cộng sát hại. Họ chính là thành phần đại diện cho bộ mặt của chính phủ Việt Nam Cộng hòa mà bọn Việt Cộng muốn sát hại để gây hoang mang trong quần chúng. Đến năm 1972, có hơn 37.000 người thuộc thành phần này đã bị Việt Cộng sát hại. Điều này đã không bao giờ được các phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ loan tin và cũng không hề được Ken Burns và Lynn Novik đưa vào trong bộ phim của họ. Một diễn biến quan trọng khác là Việt Cộng đã phải giảm quân số với quy mô lớn trong những tổn thất nặng nề trong cuộc Tết Mậu Thân 1968. Từ đó, họ không bao giờ thực sự hồi phục. Điều này đã không được các phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ loan tin và đã được gạn lọc một cách có chủ đích trong loạt phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam của Ken Burns và Lynn Novick. Sự siêu yếu của Việt Cộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự bình định nông thôn mà ngay lập tức đã dẫn đến một trong những cải cách đất đai thành công nhất trong lịch sử. Hầu như tất cả nông dân đều sở hữu đất của họ. Tất nhiên điều này không bao giờ được các phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ đề cập và hầu như không đề cập đến trong loạt phim tài liệu này. Hai vụ thảm sát tàn bạo xảy ra liên quan đến cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 tại làng Mỹ Lai. Quân đội Hoa Kỳ đã tàn sát hàng trăm thường dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Thủ phạm chính, Trung úy William Kali đã bị bắt và bị kết án tù. Lực lượng Việt Cộng chiếm giữ nội thành của Đô Huế và cố thủ trong 25 ngày. Trong thời gian đó, các tên Việt Cộng nằm vùng, lập danh sách những quân dân cán chính của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mà họ muốn thủ tiêu. Những tên Việt Cộng nằm vùng này đã đi từ nhà này sang nhà khác để bắt từng người Điều này đã được một bác sĩ người Đức ghi lại trong cuốn hồi ký của ông. Tổng cộng hơn 6.000 người đã bị bắt và đã bị tử hình, rồi chôn ở những nấm mồ tập thể rải rác trong thành phố Huế. Hà Nội đã chính thức xác nhận vụ thảm sát này. Các mồ chôn tập thể sau đó đã được phát hiện và khai quật. Trong khi vụ thảm sát Mỹ Lai được truyền thông, thân cộng và bọn phản chiến lan truyền rộng rãi, thì vụ thảm sát tại Huế hầu như không được bọn chúng đề cập đến. Sự kiện thảm sát trong vụ Tết Mậu Thân 1968 do bọn Việt Cộng gây ra đã bị hai nhà làm phim cố tình loại bỏ trong một phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam của họ dàn dựng, trong khi vụ thảm sát Mỹ Lai được khai thác tối đa. Cuối cùng, tác giả William Lloyd Stimmons nhắc đến cuộc tấn công vào dịp lễ phục sinh mùa xuân năm 1972 dẫn đến mùa hè đỏ lửa vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên trong cuộc chiến với rất nhiều xe tăng liên xô pháo binh tầm xa tên lửa và các loại vũ khí khác điều đáng nói trong vụ tấn công này không có sự tham dự của quân đội hoa kỳ toàn bộ lực lượng tham chiến và phản công đều là lính việt nam cộng hòa đơn vị cuối cùng của quân đội hoa kỳ đã rời việt nam do kết quả của việc việt nam hóa chiến tranh sự hiện diện duy nhất tại chiến trường trong thời gian này của hoa kỳ là các cố vấn và các phi vụ yểm trợ nhỏ giọt tác giả william lloyd steeman cho biết trải qua kinh nghiệm và chứng kiến tận mắt những gì xảy ra của vụ tấn công này ông đã rút ra được một bài học đau thương là chúng ta đã thua vì chính sách của hoa kỳ vì với sức mạnh khổng lồ của không lực hoa kỳ sẽ tạo ra sự khác biệt vô cùng quan trọng nếu được sử dụng thật đáng tiếc loạt phim tài liệu này tuy có nói về cuộc tấn công này một cách chi tiết nhưng đã cố tình bỏ qua sự tàn bạo của quân đội Bắc Việt. Và điều đáng nói hơn nữa là đã có hơn 100.000 tên bộ đội cộng sản bị tử trận trong vụ tấn công này, gấp nhiều lần so với con số của các binh lính Hoa Kỳ thiệt mạng trong hai cuộc chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam. Nếu hai nhà làm phim và những người đóng góp tài liệu có nghiên cứu một cách khách quan thì họ sẽ biết rằng sau khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975, một vị tướng cao cấp Cộng sản Bắc Việt đã viết trong tờ báo Đảng rằng vào mùa thu năm 1972, quân đội của ông ta đang ở trong tình trạng như chỉ treo mành và sắp sửa thất bại. Đồng thời, loạt phim cũng không hề nói tới sự kiện cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger đã đi đêm với Hà Nội để giúp cho Cộng sản Bắc Việt tránh thất bại qua các cuộc đàm phán đưa đến Hiệp định Paris 1972. Theo tác giả William Lloyd Stevens, bộ phim tài liệu này nên nhấn mạnh đến cách mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngăn cản Hoa Kỳ xâm nhập Lào và Campuchia vì sợ mở rộng chiến tranh. Nếu có thể chặn đường mòn Hồ Chí Minh ở Lào với sự hiện diện của các lực lượng của Hoa Kỳ và không để cho Campuchia nhường đất cho bọn Cộng sản Hà Nội, thành lập những căn cứ tiếp vận của chúng, thì Hoa Kỳ có lẽ sẽ thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Ban tổ chức trại hợp bạn hướng đạo Việt Nam thẳng tiếng 11, chân thành cảm tạ Teletron USA đã bảo trợ tài chánh cho các chương trình sinh hoạt trại. Teletron USA hiện có chi nhánh tại Eden Center, Virginia, cách nước trại thẳng tiếng 11 khoảng 35 phút lái xe.